Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube. Hiện nay Nhật Cường đang ở Houston, Texas. Alo, Hội An có quán nha. Dạ, hôm nay cũng khai trương. Dạ, 10 tay mới đón khách à. Dạ, dạ, ở đây nhiều món ăn rất là thú vị, đặc sản của Quảng Nam. Dạ, dạ, cảm ơn, dạ. À, trên tay Nhật Cường đây là menu. Ở đây nó có rất nhiều món ăn, ví dụ như cơm gà nè, rồi bánh đập nè, rồi cao lầu nè, rồi mì quảng nè, rồi cơm hến nè, rồi bánh mì thịt nè, bánh mì xíu mại nè, các loại nước giải khát, rất là nhiều món ăn, rất là thú vị phong phú. À, xin chào cả nhà, hôm nay là ngày 5/4/2021, là cái ngày tốt, cho nên Hội An quán cúng để lấy ngày. Còn cái ngày mà chính thức khai trương để mở quán là cái ngày 10, thì sẽ mở quán vào lúc 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, thứ 2, 3, 4, 5, 6, còn thứ 7, Nhật là 11 giờ sáng đến 11 giờ tối. Thì mong cả nhà đến thưởng thức món ăn đặc sản của Hội An quán để đỡ nhớ quê hương và bảo đảm là rất là ngon và tuyệt vời nhá. Lát nữa chúng ta vào trong tham quan. Đó, quý vị nãy giờ cũng là thấy được trong cái khung cảnh của nhà hàng được design thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là công phu, rất là dễ thương, rất là mang đậm chất của Hội An. Quý vị vô đây thưởng thức sẽ chắc chắn thấy một cái điều gì đó, thấy mang mát cái nỗi nhớ quê hương. Và sau khi thưởng thức món ăn, bảo đảm một điều là thế nào cũng quay lại lần thứ hai, và thế nào cũng đã thèm, thích. Bây giờ mình đi dạo sơ qua một vòng nha, để coi thử cái không gian của Hội An quán như thế nào nha. Hội An quán thì sẽ mở cửa ngày thường thì lúc 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đặc biệt vào thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, weekend thì sẽ mở cửa vào lúc 11 giờ trưa và đóng cửa 11 giờ đêm. Hiện nay là những anh em người thân của chủ quán đã tới đây cúng khai trương, và mục đích là tới để thử các món ăn và sẽ có những ý kiến đóng góp cho nhà hàng thêm phong phú, ví dụ như còn lạc, còn mặn, còn chưa đạt tiêu chuẩn thế nào, thì trong thời gian còn 5 ngày chúng tôi sẽ chỉnh sửa đó. Thì mong quý vị sẽ ghé Hội An quán để ủng hộ Hội An quán. Và không quên xin kính chúc quý vị thưởng thức những món ăn
đặc sản của Hội An Quán. Và chúc quý vị ngon miệng, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chúc quý vị hạnh phúc, bình an nhé. Chả lụi, chả bò. Bánh mì là nướng giòn chả lụa, nhai rất rất giòn ngon. Chắc là bánh đậm á. Một cái nia cơm gà nhìn rất là bắt mắt, hấp dẫn. Đó, bánh đậm. Này có bánh tráng, bánh ướt. Hả? À, xong vô giấm với mắm mắm hình như là nó phải quét lại cái này gì cho mình đi giờ sơ đang nấu bài rất là lạ miệng ha. Ở đây có rất nhiều món ăn nha. À, hến xào 8,50 đồng, gỏi đu đủ khô bò 8,50 đồng, à, bắp xào ruốc trứng muối 7 đồng, à, bánh đập nè 2 cái 5 đồng, à, gỏi cá chiên giòn 8,50 đồng. Nhiều món quá. Rồi bánh mì Hội An thì 5 đồng, bánh mì xíu mại 4 đồng, bánh mì nem nướng 4 đồng, à, bánh mì chả chiên nè 2,50 đồng. Đó, cao lầu đặc biệt 12 đồng, cao lầu tôm thịt 11 đồng, cao lầu thịt xá xíu 10 đồng, cao lầu chai ăn chai có 10 đồng luôn. Tiếp tục có phở luôn, phở tái 8 đồng, phở tái bầu gì bò viên Hội An Quán 9 đồng, phở tái nạm 9 đồng, phở Hội An đặc biệt 10 đồng, phở tái bánh mì chả chiên chả cây 11 đồng. Quá món, quá trời món, quá trời món. Món này lạ nè, mì Quảng tôm thịt 9 đồng, mì Quảng gà 9 đồng, giá thì cũng ok. Vừa túi tiền mà dùng từ là không rẻ cũng không mắc. Sao ăn thấy sao có biểu ngon, món này cũng ngon, món bánh mì ngon. Tôi gói nha, thử nha Huy. Thấy sao? Ngon, ngon lắm, rất là ngon. Ngon hả? Kìa ông chủ nó nói ngon kìa đó, đó. Mọi người mong mọi người thấy sao? Ngon. Ngon không? Bây giờ đếm 1, 2, 3. Ngon. Câu hỏi từ người lâu. Cho nên anh Huy, ở đây là nó ngon thiệt chứ không phải là mình nịnh để ủng hộ quán. Nếu mà nó dở là sẵn sàng ngay từ bây giờ góp ý với đầu bếp phải chỉnh sửa liền. Nhưng mà thực chất là đã thử món mà thấy nó ngon rồi thì cứ giữ cái đà này tiếp tục, khỏi cần thử lại món ăn nữa. Và cứ đến ngày 10 là bắt đầu bung lụa. À, và những ai mà ở người Việt Nam mình, ở tất cả các bang khác có dịp đi qua Hilton thì hãy nhớ ghé tới Hội An Quán để ủng hộ và thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Trung. Hội An Quán nha. Xin chân thành cảm ơn. Mình Trung nước lớn. Phải nói là no, rất là no mà là ăn nhiều món quá. Giờ là phải ăn một tô này không nổi, phải chia ra hai anh em mỗi người phân nửa đó. Và sẽ ăn hết cái tô này là vừa khích. Và không quên là thôi, điều cuối cùng là nói ít mà hiểu nhiều đó, tới ăn để thưởng thức rồi sẽ biết ngon hay không ngon. Không chưa? Bên cạnh đó là có mấy anh em tới đây để thử món ăn, và ca sĩ Ma Quy sẽ tặng mấy câu thơ cho quán. Mời Ma Quy đọc. Dạ, cảm ơn Cường. Hôm nay đó là tặng em Pho nha, mấy câu thơ Huy viết để mà khai trương cái quán được đông khách ha. Hội An Quán, Hội An Quán ăn gì cũng không ngán, Hội An Quán buôn bán chan hòa, dù phương xa hay quê nhà hội ngộ, Hội An Quán đặc sản món quê mình, được không? Ok, thank
thank you, em đại diện cho gia đình. Thank you anh Huy. Okay, thank you, thank you anh. Ăn gì cũng không ngán nha. Ăn gì cũng ngán. Nói chung là anh em đã khen rồi, anh ăn cũng no rồi, bây giờ mình cùng nước ngọt cái coi. Dạ, cùng cái này mà cái nước ngọt nào, cái nước ngọt nào. Vô cái ơi, nước ngọt nè, vô. Nãy giờ chưa chai nào hả? Ờ, nói chung là bây giờ Nhật Cường xin đại diện mấy anh em đi, xin chúc chủ quán buôn mày bán đắt, và chúc phát tài phát lộc, chúc quán lúc nào cũng đông khách. À. Ok, thank you anh, thank you anh, thank you anh, cảm ơn. Em có ý kiến gì không? Mặc dù là chủ quán nhưng mà có ý kiến gì không? Nói giờ mà ý kiến ý gọi gì anh, miễn sao anh em tới mình thật sự nha, tới ủng hộ anh, thỉnh thoảng qua ăn cho nó thay đổi món mới. Bởi vì bên mình là nó không có đụng chạm gì quanh đây hết, đa số những món là của Hội An đặc sản thôi, only thôi, cho nên nó cũng dễ cho mọi người thưởng đến thưởng thức. Không không, ý anh nói cái ý kiến ở đây nó quan trọng là gì? Thường thường ta nói là khai trương á, đúng không? Dạ. Là có những ngày ví dụ như một ngày cũng được, hai ngày, ba ngày, có giảm bao nhiêu phần trăm, hoặc là tuần có giảm bao nhiêu phần trăm, hay là giá vẫn giữ vậy. Ồ, cái đó là hoa xu không có, đâu có, bên em đang có cúc bông là 10%. Có. Đó cái chi tiết nó phải nói cho ta biết. Thời gian bao lâu? Thời gian bao lâu? Như có mấy trăm cái cúc bông vậy đó, cho là cái ai tới tặng đó là trong cái đoạn trong mấy tuần đầu. Giờ mình cần cái cúc bông, mình cần mỗi người kêu dĩa cơm cho chai bia. Ồ, cái đó đơn giản, riêng ai anh Sôn này, nhìn quay mặt cái anh Sôn này đó. Không cần biết nha anh Sôn nha, gia đình bạn bè không biết tới đây nha. Riêng anh Sôn, tự phi từng follow. Anh Sơn được chai bia. Anh Sơn đi nhớ rủ em nha. Anh Sơn, đó đẹp. Nhật Cường xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị clip sau trong một thời gian gần nhất. Đây là địa chỉ của Hội An Quán tại Hilton, Texas.